Hello everyone, xin chào ông bà, cô chú, anh chị em Hôm nay cho Tony trở lại làm một cái video nói tiếp về cái chuyện mà đang xảy ra với anh Quyền Thì hiện tại bây giờ anh Quyền anh đang ở bên New York rồi Thì trong cái thời gian mấy hôm nay mà anh Quyền đã ra đi rồi Tony cũng có cái thắc mắc nhiều chuyện mà nó đang xảy ra trước đó với anh Quyền Mà tại sao mẫu hậu không có đem lên đây mà nói Thì trong Tony coi trong cái bình luận ở trong khán giả đó Thì có nhiều người cũng nói cho Tony nghe cái này cũng như là Anh Quyền anh đi, anh đi qua bên đó anh chơi một thời gian thôi rồi anh sẽ trở lại đây Mà tại sao nó như vậy đó Thì Tony càng coi lại mấy cái video của mỏ hậu Những lời lẽ mà anh Quyền anh nói trước khi mà anh, anh ra đi Rồi cái đầu tiên mà anh nói chuyện với mẫu hậu Mà anh, anh, anh đã xuống Mà anh, anh đã qua bên New York rồi đó Thì Tony cũng biết được là cái này Cũng như là anh đi qua bên đó Anh chỉ thăm Huệ chung thôi Thì có quan hệ của Huệ chung với anh Quyền gì đó Thì Tony không biết Tony thấy trong cái bình luận thì nó có nhiều điều lắm thì đối với tony là để một chút nữa tony sẽ kể tại sao mà máu hổng của anh quyền ra đi nhanh như vậy phải không mà trong cái này đó hình như là tony thấy nó cũng phức tạp nhiều chuyện lắm cái vụ mà anh quyền mà anh ra đi mà anh đang bị anh đang bị probation nghĩa là anh đang bị cái án ở trong trong tiểu bang california này nè đáng lẽ là anh không có được ra đi đâu mà thôi không biết mẫu hậu có biết được hay không nữa cái này là thôi cũng không dám nói thêm nữa tại vì cái này nó hơi phức tạp một chút xíu mà nếu mà anh bị cái gì ở bên New York á mà nó chuyện gì nó xảy ra bên đó mà anh ảnh đã bị bắt á thì anh anh quyền này sẽ trả lại về tiểu bang California là anh sẽ bị ở tù cũng một thời gian do, lâu lắm thì thôi không thôi nghĩ nó đơn giản theo Tony biết á định nó như vậy thôi mà có thể nó 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 còn phức tạp hơn nữa mà thon không có biết được uh, nhiều thêm thì thon không dám nói thêm như vậy nhưng mà cái đó là một cái uh, uh, một cái vấn đề mà đưa anh đi như vậy đó mà không báo được trước cho cho cái pro officer uh, anh biết hình như là anh không có quyền anh đi ra khỏi tiểu bang này đâu cộng đồng mạng ơi một điều nên muốn nói nữa là cái quan hệ của vợ chung với lại anh quyền này <laughs> tối với thôn đi thon đi thấy là vợ chung này không có thể nào mà giúp anh quyền được đâu tại vì cái hoàn cảnh của cái người này với là cái quan hệ mà người họ đang ở chung nó hơi đặc biệt một chút thì thôi không biết anh quyền trong cái thời gian này anh đang anh đang có nhiều chuyện khó khăn lắm phải không anh cần một người nào đó giúp anh xả bớt cái vấn đề trong người của anh thôi <laughs> không biết hy vọng là vậy chung có thời gian nào đó cái giờ trưa hay giờ chiều gì đó mà có rảnh rồi phải không có thể giúp anh được anh thoải mái được nào đó đó thì à, có thể giúp ảnh được trong cái hoàn cảnh như vậy đó thì có thể anh về lại đây đó ảnh là một người thoải mái hơn chứ đối với Tony mà qua bên đó mà kiếm việc làm rồi um, kiếm cái chỗ cho anh ở cái gì ở bên New York nó cũng khó khăn bây giờ lắm còn đồng mạng ơi đúng không tại vì bên đó bây giờ cũng như là cái dân mà đang 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 vô trong nước Mỹ mà mà không có giấy phép đó, bên ở bên New York đó, nó nhiều lắm đúng không? Nếu mà anh bị anh đi đâu đó mà vô trong cái đám tụi đó mà anh bị cảnh sát mà nó hốt trong cái khúc đó đó mà nó kiếm giấy tờ của anh mà anh đưa cái gì đó của anh ra đó mà nó coi được á, đó, đó là nó sẽ biết được á anh là một người đang đang bị phạm tội ở ở bên tiểu bang California nè, thì nó sẽ nhiều phiền phức lắm. Thì Tony sẽ nói thêm về cái lý do về mà tại sao máu hậu muốn đưa anh Quyền qua bên New York đó, nhanh như vậy, rồi tại sao anh Quyền sẽ trở về lại phải không? Nhưng mà trước đó nữa, Tony sẽ nói vài lời với cộng đồng mạng. Tony sẽ cho cộng đồng mạng coi một cái video ngắn ở bên mỗi ngày lên làm một điều tốt. Thì cộng đồng mạng coi xong rồi, Tony sẽ để cái link thấy cái video nó hay lắm thì cộng đồng mạng qua bên đó coi. Tại vì Tony thấy cái nhiều khi nói với thằng Andy SCN này, Tony không có lời lẽ gì để nói với nó nữa hết. Đó. Sau đó nữa đó thì Tony sẽ lên nó có trả lời thì Tony sẽ để cho cộng đồng mạng nghe những lời lẽ mà nó nói về cái vụ mà cái tiền của mạnh thường quân đó đó rồi thôi nên sẽ giải thích um, cho cộng đồng bạn nghe ngày hôm qua đó nó nó fan nó trả lời những lời lẽ mà thôi thấy tội cho nó thông cảm cho nó được chút xíu rồi thôi nên sẽ giải thích um, lý do mà tại sao cô thôi có cái suy nghĩ như vậy nha là để đó à, ngày 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 lễ cô hồn <laughs> ngày lễ cô hồn ăn mừng cho cái gì ăn mừng cho cái gì thì hôm nay anh sẽ cho mọi người thấy uh, cái sự ngu dốt cái sự dốt nát dẫn dắt dư luận của Lele Le cô gái về 21 và nguyên một cái đám đứng bộ sậu đứng ở đằng sau Đấy không những cái thành phần youtube bưng bô uh, bô cho lele le vẫn tiếp tục lấy những cái thông tin từ lele le ra để mà sử dụng công kích vào hàng cali cái đó là một cái sự ngu dốt cái sự ngu dốt bởi vì mình sống thứ nhất uh, là mình phải biết uh, biết luật pháp khi mà làm những cái đề tài mà về mình mình sử dụng chữ lượng người ta mình phải mình cũng phải biết chút luật luật lại uh, rồi uh, mình uh, xỉ nhục phỉ bán người khác tại sao mình làm như vậy thứ nhất là mình mình đã không có cái tư cách của một con người khi mình sẽ nhục phỉ báng người ta một cách sai lầm Đó. rồi bây giờ đến ngày hôm nay lại hùa theo le le để mà tiếp tục làm bậy. À, thì cái đầu tiên á, em đi cũng nói đó là những người mà hùa theo làm bậy một cách ngu dốt là ai Cái nhiều khi Tony đã nói rồi phải không mình không cần nói thêm về cái vụ cái thằng Andy SCN này nữa những lời lẽ nó nói là cũng như là gì nó tác trong mặt của nó đó. tốt nhất đó, thì mình bớt ngậm cái cái, cái 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 cái, nấm sữa đi bớt nói lại đi chứ mình càng nói là mình càng tác trong mặt của mình đó. nhưng mà bữa hôm qua đó thì nó có lên nó trả lời cho Tony nghe ông bà cô chú anh chị em à, cái mà thứ nhất mà Tony muốn nói là cái này là Tony nói về cái thời gian mà nó mở cái quỹ chân lý hay cái quỹ Andy SCN pháp lý để gom góp, gom góp tiền cho anh Lộc đó. mà bây giờ thôi cho cộng đồng mạng coi một lần nữa những gì mà nó viết trên cái 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 nhắn tin cho Tony nghe đó thì cộng mạng nhìn cho rõ đi rồi khỏi Tony có quyền hỏi hay không vậy cộng đồng mạng ơi. Thì trong cái nhắn tin này cộng đồng mạng có thấy nó rõ ràng nó viết cho Tony nói gì trong đó cộng bà cộng đồng mạng nó nói là cảm ơn anh Tuấn anh muốn gửi cho anh Lộc hay là cái quỹ pháp lý NDSCN Đúng không? Thì trong cái hoàn cảnh này Thông Lê gửi 200 thì Ngày hôm nay Thông Lê cũng vẫn hỏi như vậy Cộng đồng mạng hỏi dùm cho Thông Lê Thông Lê có hỏi đúng hay là sai Phải không? Thì cả 200 Thông Lê gửi cho thằng Andy SCN đó. Thì trong đó nó viết rõ ràng Một á, là cho anh Lộc Hai á, là cho cái quỹ pháp lý Andy SCN Mà trong hai hoàn cảnh này thôi Cộng đồng mạng ơi Thôn nó không có gửi cho cái gì chân lý gì cho nó hết á, nó có nó có nói chân lý. Phải không? Cái quỹ chân lý còn bây giờ có cái quỹ pháp lý NDSCN nữa Cộng mạng có thấy không Thì Tony không có biết được bao nhiêu cái quỹ Nhưng mà trong cái hoàn cảnh của Tony này nè phải không Tony đã nói là cho cái quỹ pháp lý NDSCN Mà ngày hôm nay nó không trả lời cho Tony Mà nó nói 200 của Tony đưa cho nó rồi đó Thì nó muốn làm gì nó làm thì Tony chỉ muốn nói cho cộng đồng mạng thấy được cái vụ Mà cái 200 của Tony cho cộng đồng mạng thấy nó rõ ràng Mà tại sao ngày hôm nay Tony vẫn hỏi Tại vì trong đó nó biết rõ ràng là Tony họ gửi cho anh Lộc hay là cho cái pháp lý NDSCN chứ không phải là thôi đưa 200 cho nó cho nó gom góp xong gửi tiền nhưng nó giải thích cho cộng đồng bạn nghe đó cộng đồng bạn thấy nó có hợp lý hay không vậy cái đó là cái hoàn cảnh thứ nhất cái đó là riêng của Tony phải không thì trong đó nữa có có Tony đã nói ở bữa hôm kia kia cái video Tony làm rồi phải không nó có ba người mà Tony không có để tên trong đó có năm người mạnh thường quân Tony để cái số tiền trên đó còn là một người thôn đi đó là tổng cộng 9 người mà nó lên đó nó nói là thôn đi hồi đó có 9 người bây giờ còn có 5 người thôn đi nói láo này nói láo kia mà trong cái video thôn nó cũng giải thích nó rõ ràng như vậy là phải không? cộng đồng mạng mà cái thằng này nó không hiểu cái khúc nào vậy thì nó lên như thôn đi đã nói là phong nó chưa có bao giờ giải thích cho cộng đồng mạng mạnh thường quân nghe lý do mà tại sao mạnh thường quân đưa cho thôn đi cái quyền để lên thôn đi hỏi thì vì một điều thôi tại vì nó không có giải thích mà ngày hôm nay nó lên nó nói là đã nó giải thích nhiều lần lắm rồi thì hôm bữa hôm qua nó có lên nó nó giải thích thì thôi để cho cộng đồng bạn nghe thử những lời lẽ nó nói có đúng hay không vậy nha OK à, bây giờ trả lại trả lời lại một lần nữa ha à, cho khán giả mà cái người mà thâu này lên đại diện cho năm người của ông thâu đại diện thì uh, để thì nói trước đây á thằng thâu này nó kêu nó có giấy tờ của chín người là, của chín người lần ha nó có giấy tờ mà có receipt gửi tiền cho anh thì là chín người bây giờ nó kêu còn cái năm người thôi thì không biết là này nó nói cái gì mình để cho người, người để đáng tin cậy để mà người ta tin cậy ha thì uh, chín người nó nói, trước đây nói chín người thì giờ năm người còn năm người uh, thì cái số tiền đó là đi tìm uh, trên, trên cái web cái ship của nó nó vấn đề là cho cái quỹ đi tìm chân lý của XN thì cái quỹ anh đi, uh, đi tìm chân lý của anh đi XCN đó, trước đây anh đi đã nói là khi mà mọi người anh đi nói rất là rõ ràng ha mọi người bỏ nếu mọi người hỗ trợ cho anh đi thì cái đường bởi vì đường dài anh đi đi làm uh, tiền xăng tiền cổ, tiền ăn uống tiền chi tiêu uh, cho những cái 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 thời gian sau này anh đi cần phải làm những cái vấn đề mà giúp đỡ cho người này người kia đó thì nó phải có một cái 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 quỹ để anh đi làm việc thì uh, nói về cái vấn đề đi tìm chân lý chân lý là gì chân lý là chân lý sống sống làm sao cho nó có mục đích cho nó không cái chân lý của, 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 của cái 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 đời người thì mình hãy 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 làm thì cái bất cứ cái gì mà nó liên quan đến cái vấn đề mà mình uh, chân lý sống này à, thì nằm ở trong cái số tiền mà quý vị đóng góp vào Cộng đồng mạng nghe cái câu trả lời của nó không cộng đồng mạng hả trong cái thời gian nó lên đây đến bây giờ từ cái ngày mà nó mở nó gom góp nó mở cái chân lý nó ngỡ cái pháp lý mà nó gom góp tiền trong cái thời gian mà anh Lộc ở tù á mà cộng đồng mạng ai cũng biết được cái lý do mà tại sao nó lên đây nó mở miệng nó xin tiền á là vì anh Lộc, đúng không từ cái ngày đó đến ngày hôm nay đó, cộng đồng mạng nó thấy là nó giúp được ai nữa chưa vậy cái tiền đó nó đã làm cái gì chưa vậy trong cái thời gian vừa thông chỉ hỏi cộng đồng mạng thôi phải không mình nhìn lại đi từ cái thời gian đến bây giờ nè nó tên này trong cái trong trong cái kinh của nó đó, nó có giúp được ai chưa không nó có đưa tiền cho ai chưa thôn chỉ nghe nó lấy 200 của thôn đi nó nó gửi về việt nam nó giúp mấy đứa mồ coi bên việt nam không nhưng mà trong cái giấy tờ nó viết là cho anh lộc hay là cho cái pháp lý ndscn thôi mà tại sao nó lấy cái tiền của thôn hai 200 nó có quyền nó gửi về việt nam nó giúp mấy đứa mồ coi với cộng đồng mạng mình thấy có một người đó có hợp lý không phải không? Bây giờ nó lên nó giải thích đó, là cũng như là cái tiền đó là nó như nó đã nó nói rồi thôi nên cũng không biết giải thích cộng đồng mạng ra sao đi nữa. Nhưng mà thằng Andy SCN này nó lên nó trả lời đó, cũng như là nó làm thôi nó nhớ là hồi thôi còn nhỏ mà mới mua chiếc xe của Tony rồi á. Mà chiếc xe của Tony bị hư đó. đi đem tới một chỗ Việt Nam thì cái người sửa xe đó cũng giải thích như Tony cũng như là thằng Andy nó mới đi xin tiền vậy đó. Mình tin tưởng cái người đó lắm phải không thì thôi chứ mình cũng như không biết cái gì mình tin tưởng cái người đó lắm thì mà ông nói bao nhiêu tiền ông nói sửa cái này cái kia đó thì mình đồng ý mà ông sửa xong rồi đó mà thôi đi trả tiền cho ổng một bước ra khỏi uh, chạy về nhà rồi mình thấy xe nó trục chặt nữa nữa mình chạy lại mình hỏi anh ơi anh chiếc xe này hồi đó nói anh sửa như vậy 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 rồi đó. mà tại sao nó còn bị hư như vậy nữa thì cũng bây giờ thằng ADS nó trả lời cũng như là một kẻ thợ sửa xe mà một kẻ lưu manh vậy đó, cộng đồng mạng ơi phải không nó trốn tránh trách nhiệm nó nói là không phải cái gì hết không phải là của tôi phải không tôi mày đã đưa tiền cho tao rồi bây giờ tao đã sửa rồi coi như là nó xong rồi mà không có quyền mày hỏi gì cái gì đó cộng đồng mạng có thấy là Tony hiểu ý của Tony đã nói cái gì, gì vậy không nó là như vậy đó cộng đồng mạng ơi nhưng mà không cái câu trả lời nó nói ra đó thì Tony thấy cũng tội nghiệp cho nó thì cộng đồng mạng ơi phải không trong cái thời gian mà nó lên đây mà anh Lộc đang bị ở tù nó lợi dụng cái hoàn cảnh đó thì nó mở cái thấy không nó nói trong đó là cái 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 quỹ chân lý mà trên có thôn đi nó để là cái pháp lý NDSCN bao nhiêu cái quỹ gì cộng đồng mạng phải không nếu mà còn là mạnh thường quân á, mà họ không có thắc mắc á, mà mà họ đồng ý như nó nói nó đã, 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 nói nhiều lần như nó nói như vậy rồi đó thì tại sao họ đưa cái quyền cho thôn đi lên đây hỏi cho cộng đồng mạng làm chi vậy không hỏi là NDSCN làm chi vậy nhưng mà Tony khuyên mạnh thường quân mà đưa lên đây mà cho Tony đại diện hỏi cái thằng Andy SCN đó, bỏ qua đi, phải không? Biết tại sao không? Bây giờ nó lên đây nó nói là nó xin cái tiền đó, đó cũng như là nó xin cho nó cái thời gian sau này để nó cần, để cho nó đổ xăng, để cho nó ăn, để nó trả tiền chi phí, cho nó trả tiền nhà, tiền điện của nó, nuôi con cho nó, nuôi vợ cho nó, mình không biết lý do sau này nó sẽ xảy ra cái gì. Nhưng mà đại khái là cũng như là giờ cái giải thích của nó là nó, nó, nó như vậy đó cộng đồng mạng ơi Cái thời gian nó đang bị khó khăn Nó không biết cũng như là nó không có đủ ăn trong nhà của nó Nó nuôi gia đình của nó không được Thì cái hoàn cảnh nó, nó không, nó không dám mở miệng lên nó xin Nó dùng cái tên của anh Lộc nó lên nó xin tiền Đúng không? Chứ bây giờ ngày hôm nay thì nó lên đến đây giải thích là như vậy đó Thì thông đi cũng thông cảm được cho nó nếu mà Andy lên nói như vậy từ ban đầu rồi Thôi nên cứ nghĩ là cộng đồng mạng hay là mấy người mạnh thường quân Không ai đòi tiền của Andy lại đâu cũng thông đã thông cảm được cho cái hoàn cảnh của anh đi nếu mà anh không đủ sống á, mà anh phải còn lên đây mà phải xin tiền á đúng không mà mới lên đây mới giải thích như vậy là để sau này anh đi phải cần để đi đố xăng hay là nuôi gia đình của anh đi hay là làm cái gì đó mẹ sao nó không có chạy vô cái sòng bài á thì thôi nên nghĩ là cộng đồng mạng cũng với lại mấy người mạnh thường quân á không ai có cái vấn đề gì hết á chỉ có một điều là anh đi phải nên thật thà một chút xíu đi phải không chứ để người ta hỏi đến mấy tháng nay rồi đến ngày hôm nay anh thì mới lên trả lời nó rõ ràng như vậy anh thì nên thật thà từ ban đầu thì có thể như nó thôi nó có gửi 500 cho anh thì rồi chứ trong cái thời gian đó thôi cũng thấy hơi thắc mắc lắm phải không nếu mà anh thì lên đây anh thì nói nó rõ ràng như vậy để sau này cho anh thì cần đổ xăng hay là cần giúp đỡ cái gia đình của anh thì như ngày hôm nay mà anh thì lên giải thích nói như vậy đó thì đương nhiên rồi làm sao mà anh thì dám nói rõ ràng được hết phải không tại cái hoàn cảnh của anh thì nó đâu có nó đâu có thể nào mà nói thẳng ra như vậy được thì nói sơ qua như vậy là, là cộng đồng mạng cũng mạnh thường quân xin hiểu dùm cái hoàn cảnh của anh thì scn thấy không nó nói vậy là mình cũng đủ hiểu rồi mình đừng có nên đòi hỏi nó thêm nữa như vậy thì coi câu chuyện cho nó qua cho nó im luôn đi chứ mỗi lần mà Tony đem lên Tony nói nó thấy mà mỗi lần mà nói thì mình có một câu trả lời thêm một chút xíu nữa Thôi cũng thông cảm được cho anh đi Nhưng mà lần sau đó, đừng có lợi dụng cái hoàn cảnh của một người nào đó Họ đang bị trong cái chuyện gì đó đó Mình lên đây đó, phải không Mình lợi dụng cái đó đó Mình lên đây mình xin tiền cho riêng cho bản thân cho gia đình của mình á, Thì nó hơi nhục lắm nha Chứ mình lên mình tự mình mình mở miệng mình hỏi đi Cho riêng bản thân của mình đi Rồi mình coi thử cái ai có cho mình hay không Thôi bữa nay cho Thông nên nói cái uh, Đến thằng Andy SCN bao nhiêu vậy thôi nha Bây giờ cho mình trở lại mình nói về Cái chuyện của anh Quyền mà tại sao Tony nói là anh Quyền cũng ở trong 3 tuần anh Quyền sẽ trở lại Thì uh, tối hôm qua Tony có coi mấy, mấy cái video của Mẫu Hậu uh, Thì Tony có phát hiện được uh, như mấy bước kia Tony đã nói rồi phải không Trước đó đó hình như anh Quyền nó không xuất hiện ở trên uh, cái kênh của Mẫu Hậu 3-4 ngày rồi thì sau đó Tony coi cái video của mẫu hậu uh, giải thích uh, Mà tại sao anh Quyền phải cần đi qua bên New York nhanh như vậy Cái vé dụ vé máy bay uh. Thì nó có uh, vài điều mà Tony nghe được trong cái câu chuyện đó cái thứ nhất á, là hình như anh quyền á, anh không có được ở trong nhà của của ảnh mà đang ở bây giờ cái nhà mà anh đang làm đó hình như là cái người chủ của anh 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 đã không cho anh ở trong đó nữa rồi đó thì máu hậu cũng đã nói như vậy rồi nếu mà cái đêm cái ngày đó mà anh quyền không đi ra phi trường á thì cái đêm đó đó anh quyền sẽ ở ngoài đường đúng không nhưng mà trước đó nữa đó hình như là máu hậu cũng 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 đã biết được cái phiền phức này nó đã tới rồi mẫu hậu cũng biết được là thôi chắc chắn là mẫu hậu biết được anh quyền đã hút rất là nhiều rồi không có thể nào mà ngăn cản anh quyền được nhưng mà hậu nói với anh quyền là vì mẫu hậu là phải thay đổi sẽ nghe lời những lời mẫu hậu nhưng mà mẫu hậu đã biết được là không có làm vậy được đúng không mẫu hậu không có dám để trong nhà mẫu hậu mẫu hậu cũng không có dám mướn phòng mướn hotel gì đó để cho anh anh quyền ở đây là một hai đêm nữa thì mẫu hậu cũng biết được là anh quyền sẽ sẽ ngủ lại ở ngoài đường thì cộng đồng mạng nghĩ là ra sao đó. cái thời gian này mà trong hai tuần đi máu hậu lên đây máu hậu khoe khoang, khoang quá trời nhiều đi cộng đồng mạng có nghĩ là máu hậu có dám để anh quyền ở lại ngoài đường không hả có dám quay lại để cho mình coi được cái cảnh như vậy không không dám thì máu hậu làm sao thì máu hậu phải kiếm cách làm sao để đưa anh quyền qua bên new york càng nhanh càng tốt thì cái này nó xuất hiện là cái câu chuyện của huệ uh, trung với anh quyền trong cái câu chuyện này Tony nghe nhiều chuyện lắm mà thôi không có dám phân tích nó ra thì anh Quyền bây giờ cũng như là anh không ở đây là không còn cái gì nữa hết, phải không? Máu hậu không có thể nào giúp được anh gì nữa hết. Chỗ mà anh ở là coi như anh bị đuổi ra rồi, phải không? Trước sau cái việc làm của anh mà cũng bị mất luôn rồi. Thì còn cái gì nữa? Thì có một người nào đó kêu anh qua bên đó, uh, cho anh ở một thời gian, một hai tuần cũng như anh đi chơi bên đó vậy đó, phải không? Còn những cái... cái uh những cái cái gì đó trong người của ảnh á anh qua bên đó có thể vừa chung giúp ảnh xả bớt đi <laughs> tôi không dám nói cái gì phải không nhưng mà vừa chung kẹt một cái là vừa chung đang ở chung với ai đó đó ban ngày ban tối chắc vừa chung không có thể nào thăm với anh quyền được đâu chỉ có là một thời gian nào đó đó thì hy vọng cái thời gian nào đó vợ chung có thể qua bên đó giúp đỡ anh quyền gì đó cho mấy cái khó khăn mà cái bực bội trong người của ảnh á cho ảnh xả bớt đi rồi xong đó anh sẽ về lại chứ không có thể nào mà anh ở bên New York anh kiếm việc làm đâu cộng đồng mạng ơi. Cái vụ pro là thôi luôn giải thích hồi nãy ở trong trong ban đầu cái video này rồi. Phải không? Việc làm thì không có thể nào anh kiếm được đâu. Tiếng Anh của anh thì nó cũng không có rành gì mấy. Cái kinh nghiệm mà anh không có về làm bên New York chắc nhà hàng là nhiều. Nhưng mà bên đó bây giờ công việc nó cũng khó khăn lắm tại vì người bên đó quá trời nhiều đi. Đúng không? Là anh sẽ làm cái gì bên đó? chưa nói về cái vụ mà cái ghiền của ảnh nữa bên đó như uh, có nhiều người đã nói là phòng Ken, uh, Philadelphia thì nó cũng cỡ một tiếng rồi quay thôi uh, ảnh mà xuống dưới đó nữa là coi như là xong luôn Tony không biết cái chuyện gì nó xảy ra đối với ảnh nhưng mà Tony hy vọng là ảnh trở lại uh, San Jose càng sớm càng tốt tại vì Tony biết được ảnh ở càng lâu bên đó đó vợ chung phải có cuộc sống riêng của vợ chung không à, ảnh giúp được anh quyền cái gì thì Tony nghe trong cái video sớm hôm nay là vợ chung đã mướn cho anh ở một tuần ở trong cái hotel thôi rồi sau đó cái gì nó xảy ra nữa là mình không biết Nhưng mà thôi nay biết được mẫu hậu muốn anh Quyền đi cho nhanh Tại vì mẫu hậu không muốn gánh được cái tránh nhiệm Là cộng đồng mạng Nếu mà đăng cái video lên để cho anh Quyền Cái hoàn cảnh của anh Quyền hiện tại bây giờ đó Là không có được cộng mạng để sẽ sẽ tấn công mẫu hậu thêm nữa cái, Mà thật ra cũng không phải là tấn công mẫu hậu nữa Chỉ nói lại những lời lẽ mẫu hậu nói hồi trước đây Bây giờ mẫu hậu tránh được một thời gian được hai tuần này đó Hy vọng là anh Quyền Anh tránh được cái chỗ này Anh sẽ không có hút nữa thì anh về lại đây anh sẽ bình tĩnh được một chút xíu thì mẫu hậu có thể nói chuyện lại với ảnh chứ cái hoàn cảnh mà anh ở trước khi anh đi đó mẫu hậu không có thể nào uh, mà điều khiển anh được nữa hết phải không trong cái video trước đó nữa mà mẫu hậu anh đoạn ra nhà đó mẫu hậu cắt quá chừng luôn thường thường là mẫu hậu đâu có thích cắt cắt video để cho mình coi hết anh quyền nói cái gì hết nhưng mà sau này mẫu hậu cũng 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 biết được cái nào mình nên làm mình không nên làm thì đó đó thôi đi thấy uh, Chúng có hai ba tuần thôi là anh quyền sẽ trở lại san jose thôi thì cái này cũng như là có khán giả nào nói đó phải không? Vì mục đích lợi dụng anh quyền thì muốn chà đạp ai hay là muốn câu view. Thì đã qua máu hậu rồi, bây giờ đi qua bên bữa chung, mình cũng biết cái bữa chung với lại hàng Cali có cái quan hệ ra sao rồi. Thì để coi thử anh quyền anh sẽ nói những lời lẽ gì đối với cái người mà giúp ảnh trước đây. Đó, rồi sau đó đó Tony không biết nhưng mà Tony cũng chắc chắn là anh quyền sẽ bở bên New York không được đâu. Phải có một người nào đó quen thân thuộc với ảnh để kiếm việc làm cho ảnh. Chứ bên đó việc làm nó khó khăn lắm Cái nghề mà construction ở bên New York đó, Nó không có nhiều đâu Phải không? Quá trời người mễ bên đó Mà kiếm mấy nghề như đó nó không có có Còn làm về nhà hàng là mấy cái chuyện kia Mấy cái chuyện kia đó thì Tony nghĩ chắc anh làm không được rồi Có một điều mà hồi nãy ban đầu Mà Tony đã nói phải không? Là cái vụ mà cái... À, uh, uh, cái probation của ảnh là ảnh uh, đáng lẽ là không có không có được đi ra khỏi tiểu bang uh, Cali đó tại vì anh đang bị uh, probation nghĩa là anh đang bị uh, anh anh đang bị uh, bị bắt uh, anh không có được ra khỏi tiểu bang tại vì anh đang bị cái cái tội mà anh đang hút uh, quá nhiều hay là cái gì đó Tony không biết có rõ ràng cái đó nhưng mà theo đi biết được là đáng lẽ anh phải nói chuyện với cái người cái người officer của anh trước trước khi mà anh muốn đi ra khỏi tiểu bang này chứ không có không có cái đồng ý của cái người mà đang coi đang đang coi, người probation officer của ảnh á không anh đang lẽ là anh không có nên được đi thì anh qua bên đây rồi thôi không biết nhưng mà bên này nó đang phức tạp bên New York á, nó đang phức tạp lắm nó đang bị nhiều mấy người mà vô trong nước Mỹ này mà không có giấy phép á, nó đang nhiều lắm nếu mà somehow anh đi ăn anh đi đâu đó mà anh gặp được cái đám người đó mà anh đi trong 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 chúng cái đó mà cảnh sát nó tới nó hốt hết á, mà dính ảnh trong đó nữa đó. Thì thôi uh, Tony không biết được cái cái hội quả đó sẽ ra sao. Hy vọng là ảnh sẽ không bị dính trong mấy cái hoàn cảnh trong đó tại vì nếu mà ảnh đi chơi ảnh đi vòng vòng ở bên đó bây giờ nó đang nó đang khó khăn lắm. Chứ không phải nó đơn giản như vậy. Rồi nếu mà cái chuyện đó nó xảy ra như vậy đó thì Tony không biết được uh, cũng như là mẫu hậu mà nói là muốn muốn giúp ảnh đưa ảnh qua bên New York cho anh ấy một thời gian mấy người muốn muốn làm những điều như vậy mà không biết được cái hội quả đó thì rất là tội nghiệp cho ảnh. Chứ đối với Tony, Tony cũng đã nói trong cái video trước đây phải không? Cái nhiều khi mình nghĩ mình mình nói mình muốn giúp ảnh nhưng mà trong cái thời gian này con thấy nó rõ ràng quá đi cũng như là ai mà nó muốn giúp ảnh thì giúp ảnh ra sao thì cộng đồng mạng đã nhìn thấy rồi nhưng mà để lên những gì ảnh nói với cái người kia đó cũng như là cho cộng đồng mạng ghét ảnh càng nhiều hơn đúng không để anh thấy được cái hoàn cảnh của ảnh mà trong cái thời gian trong hai tuần nay không thấy cái mặt của ảnh thôi không biết làm sao thôi chỉ có thấy là tội nghiệp cho anh lắm thôi hy vọng là anh đừng có xảy ra mấy chuyện gì đó đó là ảnh qua bên New York anh ở đang ở, ở anh đang ở đó vì hiện tại bây giờ đó không có chuyện gì nó xảy ra đối với ảnh ảnh về lại đây đó thôi không biết ảnh phải làm sao nhưng mà đối với thôn này là ảnh phải cần đi rehab nhanh chừng nào tốt chừng đấy ảnh phải đi cai chứ nếu mà ảnh không cai Anh ảnh cứ sống mãi mãi như vậy mà có mấy người này mà nói mà tới giúp ảnh như, như mẫu hậu bây giờ đó thì ảnh sẽ không có bao giờ thay đổi đâu xin chào ông bà cô chú anh chị em